về nơi xứ Quảng thăm người em phố hồi sông thu buồn. Sự hình thành và phát triển của tỉnh Quảng Nam. Vào thế kỷ thứ 16, danh tướng Nguyễn Kim lập được công to, giúp cho nhà Lê đánh nhà Mạc, lấy lại được đất Thanh Hóa và Nghệ An. Năm Ất Tỵ năm 1545, sau khi đánh quân Mạc ở Sơn Nam, ông bị hàng tướng của nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đầu độc chết. Binh quyền giao lại cho con rể là Trịnh Kiểm. Sau khi Trịnh Kiểm lên ngôi, nhận thấy hai người con trai của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng và Nguyễn Uông là cái gai cần phải loại trừ. Trịnh Kiểm đã giết Nguyễn Uông bằng cách lén đầu độc ông. Thấy được mưu kế thâm độc của Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng biết sẽ có ngày Trịnh Kiểm cũng giết mình, nên đã đến cậy nhờ thầy của mình là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm để chỉ cách đối phó. Sau khi hội kiến với Nguyễn Bình Khiêm, khi ra về, Nguyễn Bình Khiêm đưa cho một tờ giấy và dặn về đến nhà hãy mở ra xem. Khi về đến nhà, Nguyễn Hoàng mở ra xem, thấy đề Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân. Là một nhà quân sự, Nguyễn Hoàng hiểu ngay. Trạng Trình nhắn bảo với ông rằng một dãy Hoành Sơn hiểm trở kia có thể yên thân được muôn đời. Năm 1558, Nguyễn Hoàng liền xin với vua Lê cho vào trấn thủ xứ Thuận Hóa, ngày nay bao gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Trịnh Kiểm thấy em vợ mình xin vào trấn thủ trốn rừng thiên nước độc lại thường xuyên có giặc giả, nên hoàn toàn không có chút nghi ngờ gì. Và từ đấy, nhờ địa linh của dãy Hoành Sơn, xứ Thuận Hóa mà Nguyễn Hoàng dựng nên nghiệp chúa. Năm 1570, Nguyễn Hoàng tiếp tục nắm quyền trấn thủ Quảng Nam. Cùng với con trai là Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hoàng xây dựng thành lũy, ra sức phát triển kinh tế đàng trong, mở rộng giao thương buôn bán với nước ngoài và Hội An trở thành thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á thời bấy giờ. Trở lại với Hội An, khoảng cuối thế kỷ thứ 15, Hội An đã có cư dân Đại Việt tới sinh sống. Và cuối thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17, có thêm nhiều người Hoa và người Nhật đến định cư, giúp cho thương nghiệp Hội An phát triển. Kết hợp với vị trí địa lý phù hợp, Hội An nhanh chóng trở thành một thương cảng phồn thịnh trong nhiều thế kỷ. Sang thế kỷ thứ 18, khi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn diễn ra ở miền Nam, chú Trịnh xuất quân đánh chiếm Quảng Nam năm 1775, thì cảng Hội An lại rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc. Sau khi chiếm được Hội An, quân Trịnh triệt phá những nhà cửa thuộc khu vực thương mại, chỉ để lại các công trình tín ngưỡng. Nhiều nhân vật quan trọng của dòng họ Nguyễn cùng với những thương gia người Hoa giàu có đã di cư vào miền Nam, mang theo của cải và lập nghiệp tại Sài Gòn Chợ Lớn, để lại một Hội An điêu tàn đổ nát. Đến năm 1783, dưới thời nhà Tây Sơn, cảng thị Hội An mới dần dần hồi sinh. Hoạt động thương mại được phục hồi nhưng không được như trước. Người Việt cùng người Hoa cùng xây dựng lại thành phố từ những đống đổ nát, cũ kỹ. Những ngôi nhà mới mọc lên theo kiến trúc của họ và vô tình dấu vết của khu phố Nhật Bản đã bị xóa sổ mãi mãi. Sang thế kỷ thứ 19, cửa sông cửa đại ngày càng bị thu hẹp do bị phù sa bồi đắp, khiến các thuyền lớn không ghé vào được cảng Hội An. Bên cạnh đó, triều đình nhà Nguyễn cũng thực hiện chính sách đóng cửa, hạn chế quan hệ với bên ngoài. Đặc biệt là các quốc gia phương Tây. Từ đó, Hội An dần suy thoái, mất đi vị thế cảng thị quốc tế quan trọng. Để thoát khỏi những đám đông khách du lịch trong khu phố cổ và được nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của người dân Hội An, bạn nên đến khu chợ Hội An. Ở nơi đây, bạn sẽ thấy được những loại thực phẩm tươi ngon, các khay cá tươi sống vừa mới đánh bắt lên vào buổi sáng. Những người bông bán đang mặc cả với khách hàng. Vào bên trong chợ, bạn sẽ thấy những quầy thực phẩm, nơi bán những ly sinh tố và những bát cao lầu thơm ngon với giá rẻ hơn tất cả nhiều địa phương khác trong khu phố cổ. Đi xa bốn phương trời nhớ về.
Phố cổ Hội An là một trung tâm du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam. Một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1.000 di tích lịch sử từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ, vân vân đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc và bình dị. Anh muốn kể lai viễn kiều hội phố, đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều, mái gỗ cầu cong sơn son chạm trổ, mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu. Con sông Thu Bồn uốn lượn quanh khu phố cổ, trông khá tĩnh lặng vào ban ngày, nhưng khi đêm xuống nó lại trở nên sống động, lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Đặc biệt là vào những ngày rằm, những chiếc đèn hoa đăng bằng giấy sẽ được người dân và du khách thả xuống lòng sông với hy vọng mang lại nhiều điều may mắn và hạnh phúc. Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc của Hội An chắc chắn là điều để lại nhiều ấn tượng đối với du khách du lịch. Bạn sẽ được nhìn thấy những chiếc đèn lồng được treo ở khắp mọi nơi, từ các cửa hàng, hàng quán, căn nhà, trên cây, vân vân, khiến cho Hội An trở thành một không gian lãng mạn và quyến rũ. Khi đã đến với Hội An, thì bằng mọi giá chúng ta phải đến được Chùa Cầu. Chùa Cầu hiện tọa lạc đoạn tiếp giáp giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú thuộc thành phố cổ Hội An. Tổng chiều dài của cây cầu khoảng 18 mét, có mái che mưa che nắng bắc ngang qua nhánh nhỏ của dòng sông Thu Bồn êm đềm. Tương truyền vào năm 1719, chúa Nguyễn Phúc Lai đã đến thăm chùa và ban tặng cho chùa ba chữ Lai Vãn Kiều, có nghĩa là bạn từ phương xa đến, như một sự trầm trồ khen ngợi, đồng thời thể hiện tấm lòng yêu mến khung cảnh nơi đây và cũng như một cách ghi dấu ấn bước chân chú Nguyễn đã từng ghé qua miền đất này. Một điểm lạ ở chùa Cầu Hội An là được gọi là chùa nhưng không thờ Phật, mà thờ Bắc Đế Chấn Võ, là một vị thần bảo hộ xứ sở, đem lại niềm vui, hạnh phúc đến cho con người trên mảnh đất Hội An. Bởi vậy, hàng năm không chỉ người dân mà du khách đến đây không chỉ để tham quan, khám phá mà để tìm chút thanh thản, bình yên cho những tâm hồn đã quá xáo động. Sinh ra trên đất Quảng quê cha, lại sống bôn ba nơi xứ lạ quê người. Ngoài ra, chùa Cầu còn được gọi với một tên gọi khác là cầu Nhật Bản, bởi chiếc cầu và ngôi chùa được các thương nhân người Nhật xây dựng vào những năm đầu thế kỷ thứ 17 với biểu tượng mái chùa hình chiếc kiếm đâm xuống lưng con quái vật Mamazu, quái vật gây ra động đất, thiên tai, với mong muốn đem lại sự bình yên cho mảnh đất hương cạn Hội An. Có thể khẳng định chùa Cầu Hội An chính là biểu tượng giao lưu văn hóa kiến trúc giữa ba nước Việt Nam, Nhật Bản và Trung Hoa. Thời gian vẫn cứ trôi, bao cuộc đời đã đi và đến qua phố cổ Hội An đầy thăng trầm, nhưng chùa Cầu vẫn uy nghiêm đứng đó chứng kiến tất cả. Những lớp bụi thời gian không ngừng phủ lên, tưởng chừng như có lúc công trình này sẽ đi vào lãng quên, nhưng không, chùa Cầu vẫn sẽ mãi đẹp như một trái tim nắng nóng của người Hội An trong tim người dân với bao du khách. Khi đến Hội An, bạn đừng quên một lần ghé thăm nơi đây để cảm nhận và hoài niệm về chút gì đó cổ xưa tĩnh lại giữa dòng đời hối hả. Con người có thể lãng quên nhau, còn quá khứ thì vẫn còn đó, nhắc nhở chúng ta phải trân trọng quá khứ cũng như sống trọn vẹn với hiện tại. Vào buổi sáng tinh mơ, khi cả khu phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đạp xe vòng quanh Hội An, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bình yên. Như thể cái thế giới ồn ào, xô bồ ngoài kia là một nơi nào đó xa vời lắm. Vài người đi tập thể dục lướt qua, chậm rãi và khoan thai. Họ trò chuyện với nhau, khe khẽ, như sợ nếu nói to sẽ làm mất đi sự tĩnh lặng vô giá này.
Năm 1999, Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới thuộc loại hình di sản vật thể. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta đến với Hội An, chúng ta sẽ cảm nhận được con người Hội An qua sự bình dị, chân thành và luôn giành được lòng yêu mến của du khách.